Sedan là một trong những mẫu xe hạng B bán chạy của hãng xe Hàn Quốc tại thị trường Việt, bên cạnh những dòng xe khác như Morning hay Kerato, Sedona. Hiện tại, xe phải đối đầu với những đối thủ khá mạnh tại thị trường Việt Nam như Toyota Vios, Honda City. Xét một cách tổng thể so với các đối thủ, xe có kích thước nhỏ nhắn và khiêm tốn hơn đôi chút. Ngoại thất của xe tạo nên sự thanh thoát và mềm mại hơn so với các đối thủ, tinh tế và hướng tới phong cách trẻ. Chắc chắn Kia sẽ mang đến cho người dùng một cảm giác mới mẻ khi sở hữu chiếc xe này. Đầu xe có thiết kế tương đối nhẹ nhàng, phù hợp cho cả đối tượng sử dụng là nam giới hay nữ giới. Phong cách thiết kế có xu hướng nhấn mạnh vẻ sang trọng và hiện đại, lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của thương hiệu Kia. Phần thân xe với những đường gân dầm nổi kéo dài từ phía trước ra sau và bố trí tương đồng và bắt mắt. Phần đuôi xe được thiết kế liền mạch với phần đầu và thân xe. Xe có công suất khiêm tốn vào khoảng 106 mã lực, động cơ 1.4 lít, đi kèm trang bị hộp số tự động 4 cấp. Tuy là một chiếc xe phân khúc B, nhưng khả năng hoạt động của Kia Rio rất ổn định, trơn tru trên mọi cung đường trong thành phố. Ra ngoài thì xe sẽ có cảm giác đứa hơn khi cần tăng tốc vượt xe khác, thật sự rất khó khăn. Đặc biệt khi bạn lái ở chế độ Eco, khắc phục bằng cách chuyển qua chế độ lái bán tự động sẽ cho lái xe cảm giác thật sự khác biệt. Xe phải mất đến 10 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Phản hồi từ mặt đường đến lái xe cũng khá tốt, giúp lái xe cảm nhận chiếc xe của mình rõ ràng hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe vào khoảng 7,2 lít đường kết hợp và thật sự là một chi phí hợp lý khi phải đi lại hàng ngày. Hệ thống an toàn của xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ga tự động, sau đây an toàn các hàng ghế, hai túi phía trước, khóa cửa trung tâm, khóa cửa điều khiển từ xa. Tiến vào bên trong qua cabin là một chiếc xe ấm cúng, không quá rộng rãi nhưng cơ bản và vừa đủ. Vì sự không rộng rãi mà Kia Rio đã bù đắp bằng một thứ khác, đó là không gian sang trọng, ấm áp tuyệt vời. Tất cả chất liệu dành cho bảng táp lô đều bằng nhựa và được phối hợp hai màu đen và kem hướng đến sự sang trọng, đồng thời cũng giúp cho nội thất thêm phần thoáng và rộng hơn kích thước thật. Tiện nghi Kia trang bị trên Rio tương đối tốt so với nhiều đối thủ trong phân khúc, với tay lái bọc da, tay lái tích hợp điều khiển âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, DVD, GPS, 6 loa, kết nối AUX, UBS, iPod, Bluetooth, xoay kính trước sau, điều hòa chỉnh tay. Tay lái bọc da tích hợp các nút bấm điều khiển âm thanh, điều khiển hành trình. Trang bị giải trí trên xe được đánh giá là tương đối và thân thiện hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc, đem lại những phút giây thư giãn cho lái xe trên mọi hành trình. Ghế bọc da kết hợp với khả năng gập hàng ghế thứ hai tạo khoảng trống cho khoang chứa thuận lợi cho việc cần thêm thể tích để chuyên chở hàng hóa. Điều hòa của xe được đánh giá cao nhờ khả năng làm lạnh nhanh và mạnh. Xe trang bị chế độ lái bán tự động giúp lái xe có thêm nhiều trải nghiệm lái thú vị trên mọi cung đường và đặc biệt tạo cảm giác không bị nhàm chán khi lái xe trước đây đã quá quen chạy số sàn và chuyển sang lái ở chế độ này. Thanh khoản của xe cũng là ưu điểm khi chỉ mất từ 10 đến 20% sau 3 đến 5 năm sử dụng tùy thuộc vào chất lượng còn lại của xe. Thiết kế đẹp và trẻ trung, đi kèm với đó là những ưu điểm vượt trội để tạo nên sức hút đặc biệt cho xe so với các đối thủ cùng phân khúc. Đầu tiên có thể kể đến là khả năng cách âm khá tốt. Ngồi trong xe đóng kính cửa gần như không nghe tiếng động gì bên ngoài cả. Khi xe đi tốc độ cao hoặc là cung đường xấu, tiếng ồn có vọng lên đôi chút nhưng không đáng kể. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng tiên tiến với đèn pha halogen dạng thấu kính, đèn xe tự động bật tắt, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu dạng LED. Gương chiếu hậu điều chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sửa kính. Ưu điểm có phần vượt trội so với các đối thủ nhưng vẫn chưa thực sự hoàn hảo đó là hệ thống an toàn của xe chỉ là vừa đủ và chủ yếu là hướng tới bảo vệ lái xe. Xe cung cấp hệ thống định vị dẫn đường GPS nhưng chưa thực sự tiên tiến như các hệ thống khác và ít khi được các lái xe sử dụng. Đi ở tốc độ cao trên 120 km/h thì đòi hỏi lái xe phải thật sự tập trung vì chỉ cần hơi lệch tay lái sẽ rất nguy hiểm khi gặp chướng ngại vật. Khả năng vào cua ở tốc độ cao kém ổn định, đây cũng là nhược điểm chung của các đối thủ. Rất khó nhìn camera khi lùi xe, chỉ nhìn chiếu hậu, tuy nhiên nó vẫn giúp ích cho lái xe quan sát các chướng ngại vật phía sau.
Đèn LED chạy ban ngày, khi bật thì sáng luôn đèn hậu, tạo cảm giác không thực sự thân thiện. Với giá bán cạnh tranh cùng kiểu dáng phù hợp với nhiều đối tượng và hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi vượt trội trong phân khúc đáp ứng cao hơn nhu cầu sử dụng của người dùng. Xe sẽ là mẫu xe nằm trong danh sách của khá nhiều khách hàng. Những ai hướng đến một mẫu xe nhỏ gọn, thuận tiện đi lại cùng kiểu dáng mềm mại và tinh tế, chỉn chu phục vụ các nhu cầu công việc cũng như đưa gia đình đi chơi cuối tuần, thì đây là một mẫu xe xứng đáng phải nghiên cứu trước khi mua xe. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 3860 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 3860, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tất cả những tiếp theo của ô tô 3860 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 3860. Mm-hmm.